Chào các bạn đến kênh lời sự sống đạo tin lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay thì à à tôi muốn à, tôi cũng muốn lại tiếp tục lạc bài ở trong cái mùa giáng sinh này. Tôi muốn là trong cái, cái 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 tháng 12 này chúng ta sẽ học về tấm lòng của những con người trong cái mùa giáng sinh hoặc là những cái câu chuyện về tại sao Chúa giáng sinh. À để rồi chúng ta biết rõ hơn về lý do lý do tại sao Chúa Giêsu Giáng Sinh. Cảm ơn Chúa hôm qua thì ở đây cũng đã tổ chức một cái chương trình gọi là Giáng Sinh đầu tiên ở tại đây có nghĩa là sau khi chúng ta sửa soạn cái phòng nhóm này xong thì Chúa lại cho chúng ta có một cái buổi nhóm đầu tiên Giáng Sinh hôm qua rất là phước hạnh. Hôm qua thì số lượng ngồi cũng đã đầy phòng này và khoảng tôi nhìn hình như khoảng mười mấy người đã tin Chúa tiếp miền Chúa trong tối hôm qua. À, cho nên chúng ta nhớ một điều là hãy nhớ nha. Tuần sau ngày 17 toàn theo thánh của Chúa sẽ thi kinh thánh. Những người đăng ký thi kinh thánh sẽ được thi trong tuần sau. À, những người mà muốn thi á chúng ta chúng ta hãy chịu khó để ở lại sau đó thi. À, vào ngày 24 đây tháng 12 buổi sáng ngày 24 chúng ta sẽ không có nhóm vì nhớ kỹ nha. Ngày 24 tây tháng 12 chúng ta sẽ không nhóm buổi sáng nhưng chúng ta sẽ nhóm vào lúc 5 giờ chiều. Trong tuần tới, trong tuần tới tôi sẽ gửi thiệp uh, cho quý vị để quý vị sẽ mời bạn hữu của chúng ta, mời những người bạn hữu của chúng ta đến đây để dự cái chương trình kỷ niệm giáng sinh. Vì rất là nhiều người người ta không biết về kỷ niệm giáng sinh thế nào. Năm nay chúng ta sẽ cùng uh, nhóm chung với hội thánh Nehemiah và ban thờ phượng cũng đã tập nhạc trong những ngày qua à, tôi thấy tấm lòng của mọi người chuẩn bị rất là náo nức dẫu vậy thì à, có nhiều người dự phần nhưng mà chúng ta cũng cần rất là nhiều chi phí để gửi quà cho một số người rồi phát phần thưởng cho những người thi kinh thánh và chúng ta thấy rằng để có được ngày hôm nay thì rất là nhiều người phải phải dành thời gian của họ để phục vụ cho nên chúng ta hãy nhớ đến để cầu nguyện cho họ cảm ơn chúa và ước mong rằng những ngày mà chúng ta hiểu lời Chúa đó, chúng ta sẽ thấy rất là sâu sắc khi chúng ta hiểu biết lời Ngài. Tôi với tâm tình của mình, à, mỗi mỗi lần mà tôi muốn à, cùng học hỏi lời Chúa với hội thánh của Chúa, tôi muốn dùng tất cả những gì biết được để có thể chia sẻ và có thể à, làm sao để hội thánh của Chúa mỗi người được lớn lên ở trong lời của Ngài. Có thể là bài chia sẻ nó thật là nó thật là nặng ký nặng đô dùng từ việt nam là nặng đô á nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu rõ lời thật của chúa chúng ta bám trụ lời của chúa chúng ta làm theo lời của chúa thì chúng ta được phước quý vị ơi quý vị sẽ không bao giờ thấy rõ được những cái cánh cửa mà đức của trời ngài mở cho chúng ta khi chúng ta bước đi ở trong lẽ thật của chúa có thể là bắt đầu những gì mà chúng ta thấy rõ ở trong cái câu chuyện cuộc đời của chúng ta khi bước đi với chúa và chúng ta nhìn thấy nó không bao giờ là màu hồng Nhưng mà khi chúng ta bước đi trong lễ thật của Chúa Thì rất là nhiều phước hạnh Chúa dành cho chúng ta sau cái cánh cửa đó Quý hãy nhớ điều này nha Có nghĩa là đối với Chúa đó Thì Ngài mở cho chúng ta những cánh cửa Mà đôi lúc chúng ta bước vào cánh cửa đó Chúng ta cảm nhận nó không phải là màu hồng Đó là cách mà chúng ta nhìn Nhưng mà khi chúng ta bước vào cái cánh cửa đó rồi thì chúng ta thấy rất là nhiều phước hạnh Mà Chúa đang dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta Đó là lý do tại sao có những người khi bước đi với Chúa Họ sẽ không giữ được đức tin mình trong những giai đoạn đầu tiên khi bước đi với Ngài Tại sao? Tại vì rất là nhiều cái khó khăn xảy đến với họ Nhưng khi họ ở trong sự bền đổ, ở trong sự nhờ cậy Chúa Tiếp tục ở trong lời của Ngài Thì cuộc đời họ được thay đổi và bắt đầu đức của trời ngài khai phóng những cái phép lạ những hành những cái điều tốt lành ngài dành cho cuộc đời của họ buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lệ điều này để giữ lòng con dân của chúa đó là hãy trung tín ở trong sự thờ phượng chúa quý vị ơi ngày hôm nay nếu mà chúng ta không cẩn trọng về đời sống của chúng ta và không cẩn trọng ở linh hồn của mình thì chúng ta sẽ không biết điều nào đúng điều nào sai để chúng ta đi thật sự khi chúng ta chúng ta ai mà lái xe đó nếu mà ai đã từng lái xe hơi á thì biết có những bạn chỉ đường và nếu chúng ta đi không đúng các bạn chỉ đường và thậm chí chúng ta không học được luật giao thông thì chúng ta đi lạng quạng á là chúng ta sẽ dính biên bản bị phạt nhưng mà khi mà chúng ta biết ở trong lễ thật của Chúa và chúng ta đi ở trong lễ thật của Chúa thì chúng ta được phước sau hôm nay tôi muốn gọi hội thánh của Chúa đó là chủ đề về tấm gương của bà Mary và tôi muốn nói với vì một điều là tại sao bà Mary là người được chọn tại sao bà Mary là người mà được gọi là phước hạnh khi người đó là người được sanh chui sụt ra và tôi muốn nói điều này thật sự khi mà tôi đọc kỹ kinh thánh á cũng không liệt tả nhiều về cuộc đời của bà Mary nhưng mà kinh thánh cho chúng ta biết rằng bà Mary là một người được phước. Bà Mary là người được phước. Và có những cái câu kinh thánh nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó sâu chuỗi lại cho chúng ta biết tại sao bà là người được phước. Và điều này để cho chúng ta thấy rõ hơn là những điều kinh thánh ghi lại cho chúng ta nó có một giá trị đặc biệt cho một ai đó bước đi ở trong lẽ thật của Ngài. Bà Mary là người được Chúa chọn Sáng nay chủ đề mà tôi muốn gọi thánh của Chúa đó là tấm gương của bà Marie Và chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đọc lời của Chúa Ở trong Luca đoạn 1 từ câu 26 tới câu số 38 Luca đoạn 1 từ câu 26 tới câu số 38 Chúng ta có kinh thánh, nếu không thì xin mời Ban IT giúp đỡ cho chúng ta Cái cái kinh thánh ở trong màn hình, màn chiếu chúng ta sẽ đọc chung chậm rãi phương đoạn kinh thánh này chúng ta khởi sự đọc chung vào tháng thứ sáu đức chúa trời sai thiên sứ gabriel đến thành nazareth thuộc miền galilee gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là joseph thuộc dòng vua david trinh nữ ấy tên là mary thiên sứ đến gặp cô và nói hỡi người được ơn chúc mừng cô chúa ở cùng cô nhưng Mary rất bối rối về những lời này và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa là gì. Thiên sứ đáp: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, cô sẽ mang thai sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là con của đứng Chí Cao, Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi Đa-vít tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp" vua quốc ngài mãi mãi trường tồn mà rầy thưa với thiên sứ tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó thì sự đáp đức thánh linh sẽ ngự trên cô và quyền năng của đứng chí cao sẽ phủ che cô cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là con đức của trời chúng ta tiếp à... rồi chưa Xin mời ban IT giúp đỡ dùm tới câu 38 lần Xin mời IT giúp đỡ dùm những câu kinh thánh Để tất cả mọi người cùng đọc Rồi chúng ta đọc tiếp Kìa Elizabeth Người bà con của cô Cũng đã có thai một con trai Trong lúc già nua Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn Mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi Bởi vì không có việc gì Đức của trời chẳng làm được Marie thưa Tôi đây là tớ gái của Chúa Xin điều ấy xảy đến cho tôi Như lời Ngài truyền Rồi Thiên Sứ rời khỏi Marie Tôi xin được cầu nguyện trong giờ này Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài Con cầu nguyện để lời của Chúa Ngài đến Với dân sự của Chúa sau hôm nay Để hiểu rõ hơn về tấm lòng của bà Marie con cầu nguyện để tấm lòng của mỗi người tại đây được mở ra đón nhận lời Chúa trong giây phút này. Thánh Linh Chúa ngày hiện diện để giúp đỡ cho chúng con. Nếu cơ thể của ai đó đang mệt mỏi thì con nguyện lời Chúa ngày làm bừng tỉnh tư mới linh hồn của chúng con để chúng con đón nhận lời Chúa một cách sâu sắc. Con cầu nguyện để thân linh của Chúa ngày thì trong giờ này và ban phước chúc phước cho lời Chúa đến gần hơn với cuộc đời của chúng con. Ngài không đi xa chúng con, nhưng ngài đổ ơn ngài cho mỗi cuộc đời của chúng con còn dân thì giờ là trong tay của chúa và cầu nguyện trong danh chúa Jesus Christ amen trên trong cái mò thánh an toàn như tôi đã nói đó là sau này chúng ta sẽ học rõ hơn về cuộc đời của Mary và có ba điều mà tôi muốn gợi thánh của chúa đó là tại sao Mary được chọn à, rồi tại sao Mary được chọn khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong phân đoạn vừa đọc á, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta vào sáng thứ sáu, Đức Chúa Trời ngài xe thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth thuộc miền Galilee, gặp một trinh nữ đã đến hôn với một người nam tên là Joseph thuộc dòng vua David. Trinh nữ ấy tên là Mary, thì sứ đến gặp cô và nói hỏi người được ơn chúc mừng cô, Chúa cùng cô. nay cô sẽ mang thai Sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Nhưng Marie rất bối rối Về những gì những lời này và tôi hỏi lời chào ấy có nghĩa là gì và khi chúng ta đọc kinh thánh ở trong vương đoạn mà chúng ta được nghe thì cho thấy rõ một điều đó là gì một ngày kia có một thiên sứ đến thiên sứ tên là Gabriel đến báo cho Mary một tin vui đó là là cô được ơn hỡi người được ơn chúc mừng cô chúa cùng cô và Mary rất là ngạc nhiên tại sao ngày hôm nay có một cái thiên sứ đến để báo cho chúng và tôi một cái tin vui đó và kinh thánh ghi lại cho cho Mary rằng hỡi Mary đừng có sợ vì cô là người được ơn trước mặt Đức Chúa trời à, và và chính vì lẽ đó mà mà Chúa đã chọn cô để rồi sinh ra một người con con đó chính là được đặt tên là Giêsu và đứng đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội và sau khi chúng ta đọc phương đoạn kinh thánh và chúng ta đọc á thì có rất là nhiều điều chúng ta được học hỏi trong sáng hôm nay và nếu chúng ta hiểu về văn mạch bối cảnh á thì Mary chỉ mới là người được hứa gả tức là gọi là đính hôn với Joseph bà thôi chứ bà chưa hề có phải là một người vợ của Joseph về mặt danh nghĩa thì chưa hợp pháp nhưng ý là ý là mới đính hôn coi là mới mới nói mới dạm hỏi thôi chứ chưa phải là thật sự là người vợ và người chồng nhưng mà cảm ơn Chúa kinh thánh ghi lại cho chúng ta biết tại sao tại sao và tại sao Mary được chọn và như tôi đã nói Mary là người được phước Rất là được phước Vì được Đức Chúa Trời Ngài chọn bà Để trở nên một người Có thể sinh ra đứng cứu thế Và khi tôi đã nói hồi nãy Là tại sao một người nữ này Được Đức Cứu Trời Ngài chọn Để làm một việc vĩ đại như vậy Nhưng mà khi mình quay lại Kinh Thánh đó, Thì mình dường như không có rất là nhiều câu Kinh Thánh Để nói về Về, về người nữ này Không có nhiều câu mô tả về người nữ này không không có nhiều câu kinh thánh để để lột tả hết người nữ này như thế nào mà được đức chúa trời chọn nhưng mà bối cảnh kinh thánh này ghi lại cho chúng ta thế nào à đó là gì thi sứ đến một cái vùng đó một cái thành đó tên là thành nazareth thuộc miền galilee gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là joseph thuộc dòng vua david trinh nữ ấy tên là mary người nữ này là một trinh nữ Tên là Marie. Ở tại thành Nazareth. Thuộc miền Galilee đó. Và trong hôm đó. Chúa Ngài phán với lại một cái thiên sứ. Tên là Raphael đến. Để bày tỏ những cái sứ mạng trọng đại cho người nữ này. Và người nữ này được gọi là chính nữ. Chỉ mới gọi là đính hôn với Joseph mà thôi. Và khi chúng ta đọc kỹ. Thì chúng ta bắt đầu lược tả hơn về người nữ này. Lý do tại sao. Tại sao biết bao nhiêu người nữ trình trên thế giới Mà Chúa không chọn Nhưng Chúa chỉ chọn một người để có thể sanh đứng cứu thế ra Đứng đó là giê -xu. Tại sao Chúa lại chọn Mary Tại sao Chúa không chọn một cái người phụ nữ khác Mà Chúa chọn bà Mary Nhưng mà bối cảnh kinh thánh này Chỉ cho chúng ta một cái phân đoạn nhỏ thôi Đó là gì Người nữ này là một trinh nữ Đã đính hôn với một người tên là Joseph và người Joseph này thuộc về dòng dõi của David. Chúng ta chỉ biết như đó thôi. Tại bối cảnh này chúng ta chỉ biết có như đó để làm bằng chứng rằng tại sao Chúa chọn. Vì Chúa chọn cái người này. Vì người này là người đã được hứa gã với một người tên là Joseph. Và người này có dòng dõi là dòng dỗi của David. Khi mà tôi cầu nguyện. Thì tôi phát hiện ra rất là nhiều lẽ thật ở đây. Đó là nếu Tôi dùng cái phép đặt câu hỏi Đó là nếu Người phụ nữ này Tên là Mary là đồng trinh Không gả cho Joseph Hoặc là không đính hôn với Joseph Hoặc là đính hôn mỗi với một ai đó Thì chưa chắc người này được chọn à Có đúng không Rõ ràng quý vị Nếu Mary Không đính hôn với Joseph Hoặc là đính hôn với một ai đó Và không phải dòng dõi vua David chắc chắn luôn Mary không phải là người được chọn Nhưng Mary là người Trinh nữ Đến hồn với Joseph Và Joseph này là dòng dõi của vua David Cho nên Mary được chọn Rất là quan trọng ở lẽ thật này Đó là gì? Kinh Thánh không ghi về cái cái quá khứ của Mary Kinh Thánh không ghi về trước đây của Mary Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Vì cớ bà lập gia đình Bà hứa gả với Joseph Và Joseph thuộc về dòng dõi David thôi Thì bà được gọi, được chọn để làm sứ mạng này Rất là quan trọng ở đây Chúng ta thấy Chúa thật là tuyệt vời Khi chúng ta học lẽ thật này Marie không được ghi nhiều về cái quá khứ của bà Không được nhắc nhiều về quá khứ của bà Nhưng khi bà kết nối Bà được hứa gả cho Joseph dòng vua đó với tôi Thì bà được chọn Đức của trời không nhìn quá khứ của chúng ta Đức của trời không nhìn cái background Gọi là tiếng tiếng Anh nó gọi là background á Những cái gì trước đây của chúng ta nhưng mà nếu Chúng ta được tháp vào Hoặc là kết nối với một ai đó Mà người đó Là một dòng dõi Mà Đức Chúa Trời chọn Hoặc là người đó Đang ở trong một tiến trình Của kế hoạch của Ngài Thì người đó được chọn Chúng ta thấy rõ không à Vì lời tiên tri Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa sẽ Chúa sẽ sai đứng Messi đến Và đứng đó thuộc dòng vua David Đó là lời tiên tri cách đó 6-700 năm về trước Và khi người nào Ở trong dòng của vua David Dòng dõi vua David Và kết nối với dòng dõi vua David Thì một trong những lý do người đó được chọn Nếu mà chúng ta đang sống ở trong cái xã hội ngày hôm nay Thì chúng ta thấy rõ nha đó là Để chọn một giáo viên vào một cái trường Thì người ta phải có những cái sơ lý lịch Có đúng không vị? Phải có những sơ lý lịch Để chọn giáo viên đó vào trường đó Và nếu Nếu mà cái giáo viên đó đó Có một cái gọi là Cái cái gọi là cái lý lịch của họ về trước đây Về cha, về mẹ, về anh em gì đó Mà làm trong ngành giáo viên Thì đó là một cái ưu thế Hoặc là một ưu điểm để có thể là Chọn làm giáo viên Hoặc là ở trong cái gọi là cái bộ máy chính trị ngày hôm nay lập gọi là những người và gọi là muốn gia nhập vào đảng á thì họ cũng phải có một cái quá trình bao nhiêu đời phục vụ ở trong cái chế độ đó thì họ được chọn vào 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 cái cái gọi là cái bộ máy chính trị đó thì khi chúng ta đi sâu hơn vào lời của Chúa trong lẽ thật của Chúa thì chúng ta phát hiện một điều đó là gì kinh thánh ghi lại cho chúng ta bà Mary là một người mới đính hôn với joseph thôi và joseph là dòng dõi của vua david và bà được chọn chúng ta thấy rõ rằng một cái quyết định khôn ngoan nhất của bà đó là bà đã đính hôn với joseph và bà được chọn Giống như tôi nói á, nếu bà đính hôn với một ai đó không phải dòng vua David thì chưa chắc gì bà được chọn, nhưng bởi bà đã kết hôn, đính hôn với lại với lại với lại Joseph và dòng dõi vua David nên bà được chọn. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay cực kỳ quan trọng trong lối sống của chúng ta nếu ngày hôm nay chúng ta kết nối với một ai đó hoặc là chúng ta kết thân với một ai đó mà người đó không ở trong cái tiến trình của đức của trời thì coi chừng chúng ta không được chọn tôi thấy có rất là nhiều hôn nhân khi họ kết nối với nhau và có những cái giao ước hai người khi yêu nhau lập với nhau Đạo của anh, anh giữ Đạo tôi, tôi giữ Mình nghe cảm thấy rất là Rất là hợp lý Không có phi lý chút xíu nào Nhưng mà hãy nên nhớ một điều Khi họ kết hôn như vậy Và họ không ở trong tiến tình của Đức Cứu Trời Và họ không có ở trong Cái sự dẫn dắt của Chúa Thì chắc chắn Coi chừng họ không không được phước Kinh Thánh ghi rất rõ cho chúng ta Đó là hỡi Mary con là người được phước Hỏi Mary Ngươi là người được phước Hỏi Mary Ngươi là người nữ được phước Vậy có nghĩa là Nhiều một người nào Không đi ở trong tiên trình của Chúa Và không kết thân Không kết nối vào ngoài đó Ở trong tiên trình của Chúa Thì coi chừng Họ không phải là người được phước Nó không phải môn tính chất hôn nhân không Nhưng mà trong cái mối quan hệ làm ăn Trong cái mối mà hợp tác với nhau Trong tất cả mọi cái sinh hoạt chung quanh của chúng ta nếu chúng ta kết nối với một ai đó mà không ở trong tiến trình của Chúa và không ở trong dòng chảy của Chúa, không ở trong cái sự kết hợp của Chúa thì coi chừng chúng ta mất phước. rõ ràng không? Từ việc làm ăn, buôn bán, hợp tác cho đến hôn nhân, cho đến bạn bè, thì chúng ta thấy rằng không khéo chúng ta mất phước. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong Matthew đoạn 1 câu 5 Có nói một người phụ nữ Người này tên là Ra Rahab Và Kinh Thánh ghi lại đó là một người kỵ nữ Ra Rahab Nhưng mà khi Kinh Thánh ghi lại trong Matthew đoạn 1 câu 5 á, Nhắc lại rằng người kỵ nữ này Cái quá khứ của bà rất là xấu xa nhưng khi bà kết hôn với một người tên là Sanh Môn Mà tôi cũng không biết Sanh Môn là ai Kinh Thánh chỉ ghi cho tôi một câu đó là Ra hát kết hôn với Sanh Môn Và được ghi trong gia phả của Chúa nhưng mà khi mà kinh thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng bà được vinh dự từ một người kỵ nữ lấy sam môn thôi và cuối cùng bà được ghi vào trong kinh thánh bà cũng được phước đặc biệt không à vậy cái quá khứ của bà ra hấp không quan trọng cái quan trọng nhất là hiện tại của bà đã kết thân với ai và sự kết thân đó đã nâng cấp cuộc đời bà Từ chỗ không ra gì Trở nên một người được Kinh Thánh ghi lại Và mỗi lần nhắc về ra hát Thì Kinh Thánh cho chúng ta một bài học về người nữ này Đã kết thân với một người mà Đức Cơ chọn Rồi hai nữa? Bố đã kết thân với ai? Với Ruter Thật sự trong Kinh Thánh ghi lại là Ruter cũng không xứng đáng được dựng phần đó nữa Vì sao à? Bà là dân ngoại bang và kinh thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Không phải là ngoại bang không đâu Nhưng mà bà đã có chồng và chồng bà mất Nhưng cuối cùng kinh thánh ghi lại là Bà đã kết thân với bô Và cuối cùng bà là tổ phụ của David Wow cái, cái điều mà tôi muốn nói với hội thánh của chú buổi sau hôm nay đó là gì? Đó là chúng ta kết thân với ai? Cực kỳ quan trọng Chúng ta làm việc với ai? Cực kỳ quan trọng Ai là bạn của chúng ta? Cực kỳ quan trọng và nếu chúng ta kết hôn với ai cũng cực kỳ quan trọng Tại sao? Cái đó nó có thể đe kéo chúng ta lên Nhưng có thể hạ chúng ta xuống bất cứ lúc nào Nếu chúng ta không bước đi ở trong dòng chảy của Chúa Amen Ở trong Kinh Thánh Trong Samuel Nhì đoạn 2, đoạn 17 câu 23 Samuel Nhì đoạn, đoạn 17 câu 23 ghi thế này Ahitophel là một cố vấn cho vua David Nhưng khi ông kết nối với Absalom phản cha mình Kết cuộc bi thảm của ông là gì? Đó là khi Ahitove thấy người ta không làm theo kế hoạch của mình Thì thắng lừa lên đường trở về nhà trong thành của mình Sau khi sắp xếp việc nhà xong Ông treo cổ tự tử Người ta chôn ông trong mộ của cha ông Samuel nhì ghi lại một nhân vật Một người gọi là một người cố vấn cho vua Nghe chưa? một người cố vấn cho vua và kinh thánh ghi lại người này là người mà dân Israel rất là tôn trọng. Tại sao tôn trọng? Tại vì họ định nghĩa rằng một lời của Ahi Tô -phe nói ra giống như là lời mà Đức Chúa Trời muốn phán. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người này dường như chỉ sao tiên tri thôi. Người ta nói là một lời Ahitophe nói ra giống như là khuôn hoàng thước gọc giống như là một gì đó một cái cái điều đặc biệt khi mà người này nói ra chỉ cần một câu thôi và lời của Ahitophe nói ra thì lập tức có một sự thay đổi và mọi người đều nghe để làm theo nhưng mà khi chúng ta quay lại kinh thánh đó thì lúc bây giờ Ahitophe là người phụ tá và người đắc lực giúp đỡ cho vua David một ngày kia con của David tên là Absalom tạo phản Con của David là Absalom đã tạo phản Và muốn lật đổ ngôi cha mình ah Oha Ahitophe làm gì? Ah Ahitophe đã 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 kết nối với lại Absalom Và lập ngu để có thể tạo phản Sau đó kinh thánh nếu mà chúng ta đọc kỹ ở trong trong uh, Samuel nhì đoạn 16, 15, 16, 17 á, thì ta phát hiện một điều đó là gì Bắt đầu Đức Chúa Trời Đã cho một điều xảy ra Đó là bắt đầu khi Ahitophe bàn mua ra với Absalom Và cuối cùng thất bại Sau khi Absalom không làm theo Thì ông tức giận và cuối cùng Kinh Thánh ghi lại là ông đã tự dẫn một người cứu vấn cho vua Một người kinh thánh ghi lại là, lời của ông nói ra Giống như là thương vàng thuốc ngọc Vậy mà cuối cùng cuộc đời ông sao à đã tự dẫn vì cớ ông kết nối với một người phản vua tên là Absalom. Cho nên thông điệp buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với vị rằng chúng ta muốn được phước khi chúng ta cầu nguyện Chúa cẩn thận để người nào đó trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay chúng ta tiếp xúc mỗi ngày hoặc là ngày mai đây, ngày mốt đây, ngày kia đây trong công việc làm ăn của chúng ta, trong việc kết thân việc làm ăn của chúng ta hoặc là trong hôn nhân của chúng ta nếu chúng ta kết thân với một người không ở trong tiến trình của Chúa thì coi chừng chúng ta mất phước rất quan trọng không vậy rất quan trọng một người không cha chi nhưng nếu người đó biết hợp tác với một người mà Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa ở trong kế hoạch của Ngài thì người đó được phước. Nhưng nếu một người mà kết thân với một người không ở trong tiên trình của Chúa hay nói đúng hơn là không làm theo lời Chúa thì coi chừng chúng ta mất phước. Hallelujah. Nguyện lời Chúa buổi sáng nay đến với tấm lòng của chúng ta. Cho nên nếu ngày hôm nay chúng ta muốn làm ăn, mua bán với bất kỳ một ai đó, quý vị ơi, hãy dành thời gian cầu nguyện với Chúa thật là kỹ, xem người đó phải là người mà Đức Chúa Trời ngày đem đến để con làm ăn với họ không. Tôi thấy rất là nhiều Những người đang bước đi ở Trong suốt phước hạnh Khi họ vô tình họ họ kết Thân hoặc là họ kết nối Họ làm hợp tác với một ai đó Cuối cùng sao à Mất tiền bạc Mất cả gọi là uy tín Mất tất cả luôn Tại sao Tại họ không kết nối đúng cái người Mà Đức Chúa Trời đem đến cho họ Người càng lớn tuổi Hai thứ tóc Càng sống ở đất này lâu năm Thì càng kinh nghiệm điều tôi đang nói Có đúng không ạ à? Rất là chính xác Nhưng lẽ thật cho chúng ta biết Chúng ta có thể làm được một điều đó là gì Đó là làm theo lời Chúa Và phải kết nối đúng người Đúng người Đúng điều Mà Đức Cứu Trời Ngài làm Thì chúng ta được phước Điều thứ hai Tôi muốn gửi lời thành cô Chúa là Không việc chi Đức của trời không làm được Khi mà thiên sứ Rắp lên đến với Marie Thì Nói những cái điều đó là bà được phước Bà là người được chọn Thì trong cái suy nghĩ của Mary rất là bối rối Bối rối tại sao Tại vì tại vì bà thấy cái việc này nó quá khó Bà nghĩ rằng làm sao Mà cái việc này nó có thể xảy ra được làm sao khi tôi là người phụ nữ trinh nguyên Chưa lập gia đình Mà làm sao có thể sanh được giê -xu? Làm sao và làm sao Có thể sống được khi mà tôi đối diện Với rất là nhiều hoàn cảnh xung quanh Những người sẽ lên án tôi và nói rằng Ngươi là người đã có chồng Ngươi là người đã có mới đến hôn thôi Mà bây giờ ngươi đã có bầu Và chuẩn bị sinh ra một em bé gì đó Và phải đối diện với dư luận rất là nhiều Và rất là nhiều cái dòng tư tưởng ở trong đầu của Mary Suy nghĩ rằng chúa ơi con không làm được Nó quá khó cho con Nó quá áp lực cho con Con không là một người nữ này Con không thể nào làm được chú ơi Và đó là những câu hỏi mà Marie đã hỏi thiên sứ và Mary muốn, muốn biện mưng rằng mình không thể nào làm được Vì tại sao vậy? Vì vì điều này không thể và không thể được Nhưng mà mình thấy rõ trong cái bối cảnh này thế nào mà nhưng Mary bối rối về những gì lời này và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa là gì. Thường sứ tiếp hỏi Mary đừng sợ vì cô được ơn trước mặt đức trời. Con trai ấy sẽ tôn trọng được gọi là con của đứng chí cao. Chúa là đức của trời sẽ ban cho ngài ngôi đầu với tổ phụ ngài. Ngài sẽ chỉ vì đời đời và ca cấp Vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn Mà thưa với thiên sứ Tôi chưa ẩn ở với người nam nào Thì làm sao có được điều đó Thì sự đáp Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô Và quyền năng của đứng chí cao sẽ che phủ cô Cho nên con Thánh sinh ra sẽ được gọi là con Đức của Trời Kìa Elizabeth người bà con của cô Cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn Mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi Bởi vì không việc chi mà đức của trời không làm được khó lắm không được nhưng thiên sứ trả lời với cái câu hỏi của Mary đó là gì đó là gì đức thánh linh sẽ ngự trên cô và quyền năng của đứng chí cao sẽ che phủ cô cho nên con thánh sinh ra sẽ được là con đức của trời Để chọn sứ mạng đó Thì có một điều cần thiết nhất vào thời điểm đó là gì Đó là thánh linh của Chúa ngự trên cô và quyền năng của Ngài Sẽ bao phủ cô, sẽ che chở cho cô Wow Quý vị ơi Đây là điều cực kỳ quan trọng cho chúng ta Nếu một ngày nào đó Chúng ta gặp những cái gọi là áp lực gần như không thể, không thể và không thể thì hãy nhớ rằng có một điều có thể giúp đỡ cho chúng ta đó là quyền năng của Thánh Linh của Chúa Ngài đáp đạo trên chúng ta và quyền năng của Chúa Ngài bao phủ chúng ta và chúng ta sẽ vượt qua điều đó. Amen. Sức chúng ta không thể làm được. Khả năng chúng ta cũng không thể làm được, sự khôn ngoan của chúng ta không thể làm được. Tiền bạc chúng ta không thể làm được Danh dự chúng ta không thể làm được Mối quan hệ chúng ta không làm được Nhưng Nhưng Đức Thanh Linh Đức Thanh Linh Đức Thanh Linh Bao phủ chúng ta Và chúng ta sẽ làm được Amen Cực kỳ quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay Chính là Đức Thanh Linh Vì hãy nói lên tiếng Đức Thanh Linh Đức Thánh Linh Đức Thánh Linh Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ cho chúng ta Hallelujah Tại sao tôi nói điều này Trong sách công vụ ghi rõ hơn Về công việc của Đức Thánh Linh Đó là gì Đức Thánh Linh Sẽ giúp đỡ Đã giúp đỡ cho ai Đó là phía và dân Kinh Thánh không ghi cho chúng ta Về câu chuyện trước đó Phía và dân đã từng cầu nguyện cho một người què mấy chục năm mà người đó có thể đứng đây được nhưng khi đức lên ngài hiện diện và đổ đầy trên phi rơ và dân kinh lanh ghi lại với câu chuyện tại cửa đẹp trong công vụ đảng ba rằng ta không có vàng bạc chi hết nhưng ta có thể giúp cho người và có thể hỗ trợ người đó là nhân danh chúa Christ người què này lập tức đứng dậy bước đi amen có phải là phi rơ và dân làm được không không nhưng bởi đức thanh linh Kinh Thánh ghi lại một lần Phi rơi giảng bao nhiêu ngàn Bao nhiêu bao nhiêu người tin Chúa Bao nhiêu người Ba ngàn người tin Chúa Vì nói bao nhiêu người tin Chúa Vì nói về Chúa Yêu Bao nhiêu người tin Chúa lỗi giỏi lắm Một người hai người lát đác, Lát đác tôi dùng tự lát đác luôn Nhưng mà khi mà Phi rơi giảng Sau khi ông được bắt tâm thánh linh Và thánh linh Chúa ở trong ông Ông giảng một lúc Ba ngàn người tin Chúa wow. Việc đó không phải là bởi ông. Tại sao? Kinh thánh ghi lại là ông là một người ngư phủ. Ông không có tài để ăn nói và khi ông nói ra đó là dễ vấp phạm người ta. Và tin ông rất là nóng nảy khi mà ông gặp một sự gì đó. Kinh thánh ghi lại là ông luôn luôn dùng sức mạnh ông có để xử lý vấn đề. Nhưng khi thánh linh Chúa ngài ở trên ông, Chúa hành động trên ông. Quyền năng của Chúa trên ông. Thánh linh Chúa đổ đầy trên ông. Lập tức ông nói ba ngàn người tin Chúa. Rồi ai nữa Phaolô, chỉ cáo của Phaolô khi mặt ai đó bệnh làm gì đắp trên người nào người đó được lành có đúng không mà? Vì có nhớ phân đoạn kinh thánh này không? Chí cáo Phaolô đắp trên ai người đó được lành. Có phải là vô Vô pháo lô được ơn không Nhưng mà bởi quyền năng của Chúa Đổ đầy trên ông Thân quyền của Chúa trên ông Trên áo của ông đắp trên người ta được lành Còn áo của chúng ta đang mặc đắp lên người ta Tôi không biết có lành hay không Mà chả kìa, còn bệnh thêm nữa Quý vị ơi Những cái gì Mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta viết về cuộc đời của Marie đó là khi Mary nhờ cậy Chúa Marie trông cậy Chúa Paris được lời của Chúa bày tỏ Có thể là bà sẽ nói với Chúa rằng Chúa ơi con không thể nào làm được Vì con đói, con còn phải sống ở trong cái trần gian này Con phải đối diện với dư luận Với người bà con của con Với người thân của con, với gia đình của con Với những anh em của con, với hàng xóm của con Chúa ơi không thể nào làm được Khi mà con chưa ở với người Nam Mà làm sao con sinh được người con trai khác Hoặc là làm sao con có thể sinh con được Khi mà con chưa ở với ai hết mà nếu giả sử ngay lúc bây giờ con có bầu nhưng mà con chưa kết hôn con chưa kết hôn với một người nam thì liệu con có sống nổi với cái dư luận mà con đang sống hay không nhưng chú có giải pháp đó là đức thanh linh bởi vì không việc chi mà đức rồi không làm được khoa học chứng minh người nữ không có sự kết hợp với người nam thì không thể sinh con và cho dù khoa học có tiên tiến chăng nữa thì người ta cũng phải sử dụng những cái phương thức đó là dùng tinh trùng của người nam kết hợp với trứng của người nữ mới sinh ra con đó là những gì khoa học chứng minh cho đến ngày nay mấy ngàn năm rồi vẫn vậy không thể nào tự nhiên người nữ sinh ra con không phải giống như phim mà phim tây du ký là qua vương quốc nữ giới cái uống cái nước vô cái tự nhiên sinh ra con chuyện thần thoại ừ. chứ không có cười và dường như rất là rất là bất hợp lý và dường như nó trái khoa học vì những gì mà con người biết được và con người với có suy nghĩ như vậy là người nữ phải lập gia đình phải ở với người chồng phải tác hợp như vậy thì mới sinh ra con người nữ phải có chồng thì mới sinh ra con hoặc là người nữ phải phải ở với ai đó thì mới sinh ra con đó là suy nghĩ của con người và giới hạn con người cho chúng ta biết là ở con người suy nghĩ như vậy nhưng mà với chúa với cách của ngài không có chồng không tác hợp vẫn có con amen vì không việc chi đức của trời không làm được <laughs> vì có tin rằng khi bị thiếu nợ Một ngày đó Đức Chúa Trời Ngài trả cho vị nợ Một cách đặc biệt không? Amen Hãy nhớ một điều Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời không làm được Tôi kể cho vị một câu chuyện có thật 100% Một ngày một người đó Yêu mến Chúa vợ tôi biết cái câu chuyện đó Đó là người đó đang thiếu nợ ngân hàng Một số tiền rất là lớn Và ông cầu người kiên ngăn Nhờ cậy Chúa Ông bám trụ lấy Chúa Cho đến một lúc Chúa làm và Chúa hành động cho ông Một ngày kia tự nhiên ngân hàng gọi điện thoại cho ông Và nói ông ơi Bây giờ á Tôi gửi cho ông một số cái văn bản Giấy tờ Ký lại Ký xác nhận biết gì không Xác nhận đó là bây giờ Ông được xóa khế ước không còn nợ ngân hàng nữa Tại sao Tại vì ngân hàng không muốn Ông là người con nợ Tức là con nợ của ngân hàng Và xóa nợ với ông Ông đồng ý không Thế vì ổng có đồng ý không? Đồng ý liền chứ Tôi nói vì nghe Đây là chuyện có thật 100% Chứ không phải là chuyện nói dối Mà số tiền rất là lớn luôn Lý do đơn giản nhất Đó là ngân hàng Muốn chuyển đổi cơ cấu Trở nên một cái công ty Tức là một cái hệ thống ngân hàng lớn hơn và họ không muốn cái quá trình của hệ thống ngân hàng bị nợ xấu nhiều cho nên ông trời là một trong những đối tượng Bị nợ xấu nhiều Và bây giờ ngân hàng muốn xóa kế ước nợ của ông Để chi? Để cho tất cả sổ sách minh bạch nó đẹp hơn Để họ lên chuyển đổi một cơ cấu Và cuối cùng Ông được xóa nợ và không còn thiếu nợ nữa Đó là một sư Gì? À, à, gì? Phạm Phạm Hữu Thịnh Một sư Thịnh Cái ông mà bị bị mù á đây là câu chuyện có thật quý vị ơi. Tại sao? Vì không việc chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Amen. Quý nghe có giống như thần thoại không? Tự nhiên một ngày đó chị Hồng đang thiếu nợ cái alo. Hồng ơi, bây giờ chị ra ngân hàng ký một số sở sách rồi chị có vay ngân hàng không? Không vay ngân hàng hả? Không vay ngân hàng ngày mai sẽ có người gọi điện thoại cho chị. Rồi những người không có con Quý vị ơi, có những người không có con Chính tôi chứng kiến Có những người lập gia đình 8 năm không có con Và dường như họ dùng rất là nhiều phương pháp thụ tinh nhân tạo của con người Nhưng đều bất lực hết Họ tốn rất là nhiều Để làm cái việc đó Thậm chí Việt Nam á, họ nghĩ là không đủ cái gọi là gọi là những cái gọi là những cái phương pháp cho nên họ đi ra nước ngoài để rồi họ dùng những phương pháp gọi là hiện đại nhất một lần tốn rất rất là nhiều tiền họ phải lên kế hoạch bác sĩ cho lên kế hoạch là phải ăn sao uống sao ngủ sao giờ nào là giờ phải phải lấy cái đó ra để 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 tác hợp nó như vậy đó nhưng cuối cùng 8 năm cũng không có con trong khi đó hai vợ chồng chồng thì kinh doanh bất động sản Vợ thì biết rất là nhiều ngoại ngữ Cuối cùng không có con Quý vị ơi khi tôi nói điều này Và tôi thích lại thì cái cô đó đó Cô quyết định cùng với chúng tôi đó là kiên ăn cầu nguyện Và khi chúng tôi kiên ăn cầu nguyện Chỉ sau một tháng thôi Tôi nghe được tin Alo Có dấu hiệu có em bé rồi Và cho đến bây giờ Đứa bé được sinh ra Nó bằng tuổi với Úc 2 á Đúng không? là khoảng 18, 19 tuổi Lấy chồng 8 năm không có con Cầu nguyện kia ngăn Chưa làm Không việc chi Đức của trời không làm được à, Amen mình quay qua phải, người qua trái và nói và vỗ tay nói với họ, vỗ vai nói với họ rằng không việc chi đức của trời không làm được. tôi muốn nói với chị buổi sáng nay là người đầu tiên đến đây hội thánh của Chúa không việc chi Đức Chúa Trời không làm được trên chị amen nếu chị mở lòng tiếp nhận Chúa không việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được và tôi muốn nói với anh Giáp trong sáng nay đó là gì không việc chi Đức Chúa Trời không làm được trên anh nếu anh tin cậy nơi Chúa Đức của Trời có mọi cách để làm trên cuộc đời của anh Amen Dầu cho mình nợ nần Dầu cho mình thất bại Dầu cho gia đình bế tắc Nhưng mà nếu mình nhờ cậy nơi Chúa Không việc chi Đức của Trời không làm Và tôi muốn nói với Kim Chi sáng nay đó là gì Không việc chi Đức Trời sẽ không làm trên cuộc đời em Nếu em tin cậy nơi Chúa Hallelujah Một lần chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa vì những gì Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta Quý vị ơi, Chúa chúng ta thật là tuyệt vời. Không việc chi, Đức Cô Trời không làm được. Đừng dùng suy nghĩ của mình giới hạn Chúa. Hồi đó tôi tôi nói thật luôn, lúc mà hai ba chồng tôi thiếu nợ. Tôi thiếu nợ rất là nhiều năm, trả hoài không hết. Mà người ta thấy vợ chồng tôi và thậm chí thấy tôi là sợ tôi mượn nợ. Và tôi nói với Chúa, Chúa ơi con không muốn điều này Và tôi nhớ rằng những người Những lần mà tôi đi xe Honda đó Tôi lái xe Tôi được nhắc ở trong tâm trí là Có những người mới tin Chúa thôi Tự nhiên họ tin Chúa Cái tự nhiên có ai Họ đang thiếu nợ có ai đó Tự nhiên ở nước ngoài gọi lại alo Và cho số tiền trả hết nợ Có không? Có Rồi tự nhiên có người họ Họ, 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 họ nghèo, họ khổ họ, họ thiếu nợ cái xong rồi cái cái rồi chúa đã nhắc tôi cái câu chuyện là những người đó đó là tự nhiên họ thiếu nợ như vậy họ tin chúa cái đâu đó tự nhiên cái ai đó đến rồi giúp đỡ cho họ và họ trả hết nợ và tôi được nghe những cái câu chuyện đó rồi tôi lại có một suy nghĩ như vậy nè <laughs> có những người họ đi đường họ lụm một bịch tiền Cặp tiền của ai đó quyền cái túi sách là lụm rớt cái lo trong đó mở ra có tiền và trả nợ và tôi nghĩ chú ơi sao không cho con vô có trường hợp đi đi có tiền trả nợ không biết người có suy nghĩ như vậy hay không nhưng mà tôi có suy nghĩ á trước đây tôi có suy nghĩ như vậy đó và đó là suy nghĩ của tôi chứ không phải suy nghĩ của chúa và nếu mà chúa làm theo Có suy nghĩ của chúng ta ngài không phải là chúa nữa amen không à vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu Thì ý tưởng của Chúa cao hơn chúng ta bấy nhiêu Chúng ta giới hạn Chúa theo cái suy nghĩ của mình lắm Nhưng mà Kinh Thánh như là Không việc chi Đức của trời không làm được Amen Không việc chi Đức của trời không làm được Không có việc gì mà Ngài không làm được Hallelujah Cảm ơn Chúa khích lệ không ạ à? một mùa Giáng sinh mình nghe một sứ điệp Mà biết biết rằng không có việc gì Đức của Trời không làm được Và điều cuối cùng Đây là cực kỳ quan trọng luôn Đó là gì? Sự vâng lời Câu cuối cùng của lạc bài này Marie thưa thế nào à? Marie sau khi nghe Chúa nó Nghe rằng Nghe rằng bởi vì không có việc gì Đức cứ chẳng làm được Thì Marie đã thưa như này Tôi đây là tới gái của Chúa Xin điều ấy xảy đến cho tôi Như lời Ngài truyền rồi thiên sứ rìa khỏi Mary Mary nói là nguyện những cái gì mà nãy giờ tôi nghe đó Xảy đến cho tôi Và nếu cần thì tôi sẽ vâng lời để tôi làm Và nguyện điều đó xảy đến cho tôi như điều mà ông vừa nói Sau câu chuyện đó thì sao à Thiên sứ lìa khỏi Tôi xin hỏi quý vị Mary nhận được Điều đó chưa Nhận được chưa Khi mà bà nói cái câu đó đó Cái sự xác chứng của bà Ở trong sự vướng lời Chúa đó Thì điều đó có nghĩa là đã hoàn tất Và thiên sứ Trong sống nhiệm vụ của thiên sứ Và thiên sứ lìa khỏi Mary Khi mà quý vị nói Rằng Chúa ơi con thuận phục Con vâng lời Chúa Con làm theo Chúa Và cho dù hoàn cảnh thế nào Chẳng nữa Con làm theo lời Chúa Và nguyện những gì mà con nghe được Con làm theo Như những gì Chúa chạy biểu con Chúa dạy biểu con Lúc bây giờ đó là vì đã được nhận rồi không còn có câu biện luận gì nữa, biện minh gì nữa, hoặc là hỏi chất vấn thiên sứ nữa. Nhưng bây giờ bà vấn lời để đón nhận những gì sắp tới đây cuộc đời của bà. Như tôi đã nói bắt đầu cái bài chia sẻ này đó là gì? Cánh cửa bắt đầu mở ra. Cánh cửa bắt đầu mở ra. Nhưng mà tôi hỏi quý vị luôn nha Với cách nhìn của chúng ta Và chúng ta đặt mình giống như Mary vào thời điểm đó Mà nhìn về tương lai Mặc dù vâng lời đó Nhưng mà cảm thấy áp lực không quý vị? Áp lực không? Quý vị cảm, cảm, Mary có cảm thấy áp lực không? Có chứ Cảm thấy rất rất là nhiều áp lực Đó là gì? Đó là bây giờ Tự nhiên con khi không con không có chồng, có con. Rồi bây giờ không biết cái chuyện gì sẽ xảy đến với con trong tương lai đây, con phải đối diện này con không, không biết luôn. Nhưng mà dẫu vậy con vâng lời để con làm theo Chúa. Có nhân việc chúng ta phải vâng lời mà cho dù cái sự vâng lời của chúng ta nó mất mát nó có tổn thất chăng nữa nhưng quý vị ơi khi chúng ta vâng lời chúa thì kinh thánh nói cho chúng ta biết chúng ta là người được phước amen có nhiều người sẵn sàng cảm tạ chúa vì đức của trời ban phước cho chúng ta chúa cho chúng ta một số tiền chúa cho chúng ta có chiếc xe chúa cho chúng ta có một cái nhà chúng ta có một có một hôn nhân tốt lành nhưng mà ai đó có thể thể, thể sẵn sàng vâng lời Chúa khi mà chuẩn bị bước vào một cái công việc mà dường như mình nhìn đó là mình cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng mà sao à? Mary vẫn thuận phục đó là theo ý miếng của Đức Chúa Trời và con vâng lời con làm theo. Con sẵn sàng đối diện với tất cả những gì xảy ra khi con làm theo tôi muốn nói với tất cả những người ngồi tại đây ai là người đầu tiên ở trong gia đình mình tin chúa rồi một người liễu cổ hồng rồi còn ai nữa không cô rồi triệu thanh rồi cô thanh luôn rồi andrew luôn ok được bảy tám người tôi là người đầu tiên tin chúa trong gia đình tôi phải đối diện rất là nhiều với những người thân của tôi lúc bấy giờ tôi tin chúa nhưng sau tất cả thời gian tôi bước đi với chúa bây giờ tôi thấy rất là được phước amen và tôi nhìn lại tại sao gia đình mình tin chúa hết đó là qua cuộc đời mình được biến đổi khi mình bước đi ở trong cái sự dẫn dắt của chúa tôi muốn tất cả mọi người tập trung nghe điều này chúng ta Ngày hôm nay tin Chúa Hai năm, ba năm Bốn năm, mười năm Chúa không đánh giá vấn đề chúng ta tin Chúa bao nhiêu năm Nhưng nếu nhiều năm trời Hai ba mươi năm trời Mà chính chúng ta không Làm ảnh hưởng được một ai đó Trong gia đình mình tin Chúa Mình phải cầu nguyện thật là nhiều Tại sao? Tại vì mình chưa đủ cái sự lan tỏa cho người thân mình Tôi muốn nói lên điều này để khích lệ Chúng ta không làm được đủ để làm tấm gương Cho người khác nhìn chúng ta Trong chúng ta có ngài Quý vị ơi Cái ngày Thánh Nhật Mà Thánh Nhật để chúng ta thờ phượng Chúa Là ngày mà chúng ta dành thời gian Để tôn vinh Chúa Là ngày mà chúng ta nghỉ Bán, nghỉ làm Để chúng ta thờ phượng Chúa Tức là biết quý vị khó khăn không? Khó Nhưng mà đó là một thái độ vâng lời Chúa Để Chúa ngày ban phước cho mình Quý vị Có nhiều người ngoài ta đây có người thì thuê mặt bằng bán hàng Và thường thuê một mặt bằng bán hàng là phải thuê 30 ngày Chứ không ai cho thuê Thí dụ một trừ 4 ngày Chủ nhật tôi nói tôi 4 ngày Chủ nhật tôi không thuê Tôi thuê 26 ngày Có vậy không? Không Có nghĩa là gì? Quý vị thuê mặt bằng quý vị bán hàng Thì có nghĩa là cái ngày Chúa Nhật vì thờ phượng chúa bán hay không bán gì cũng phải trả tiền cái ngày đó hết nhưng nếu mình dùng ngày đó dùng cái ngày đó biệt riêng thờ phượng chúa kinh thánh ghi lại cho mình sao mình được phước cảm ơn chúa tôi rất là vui vì tôi 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 nhìn lại về mình Từ ngày tôi tin Chúa Cách đây hơn 30 năm Dường như rất ít khi nào Ngày Chúa Nhật Tôi bỏ nhóm tôi không nhóm Vậy hãy nhớ nha Tức là những ngày đầu tiên tôi tin Chúa Tôi được Chúa cứu Tôi được thấy Chúa Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời ban phước cho mình và chưa bao giờ hoặc là nói chung là tôi đi công tác xa chăng nữa tôi cũng phải tìm một hội thánh để tôi nhóm lại Tại sao? Tại vì tôi biết Ngày đó là ngày được ban phước để Mình nhận lại phước hạnh của Chúa một tuần mới Và bằng mọi giá tôi phải thờ Phượng Chúa tìm hội thánh nào đó Tìm cái nơi nào mà tôi đến Mặc dù tôi đi xa tôi cũng phải thờ Phượng Chúa ngày thánh nhật Nhưng mà tôi rất là buồn Vì rất là nhiều người Ngày hôm nay không coi trọng cái ngày đó vì biết tại sao không? Sáu ngày ngày tạo dựng nên muôn loài và ngày thánh nhật ngày thứ bảy là ngày nghỉ. Ngày nghỉ. Mình làm cho gọi là đổ mồ hôi trắng luôn mình làm cỡ nào cỡ. Nhưng mà nếu mình không có dành cái ngày thánh nhật một ngày riêng thờ phượng Chúa. Thì quý vị ơi, chúng ta rất là vất vả trong cuộc đời này. Tại vì sao? Tại vì mình đi gặp Chúa mình cũng chẳng mang gì theo hết trơn Có đúng không ạ? Mình sẵn sàng nghỉ ngày chủ nhật để mình đi chơi, đi du lịch. Nhưng mà đôi lúc Đức Chúa Trời muốn chúng ta ngày chủ nhật để chúng ta ở dưới chân Chúa để nghe lời Chúa, để thờ phượng Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người Bị rất là nhiều cái tác động bên ngoài xã hội Truyền thông online, offline đủ kiểu Rồi zoom, rồi facebook, rồi đủ các có nhiều người nói đâu cần đến hồi đánh đâu tôi ngồi ở nhà tôi mở zoom tôi nghe là cũng ok vậy tôi hỏi vị luôn quý vị có dám đảm bảo rằng một trăm cái thời lượng quý vị nghe trong zoom nghe hết được không Lỡ cái đường truyền sống nó mất tín hiệu chút xíu thôi Mà cái khúc đó là cái khúc quan trọng nhất Chỉ cần vị biết không, một cái sứ điệp đó, Nó đôi lúc chỉ cần một câu thôi Thay đổi cuộc đời vị đó Bài giảng Đôi lúc nó rất là dài Nhưng đôi lúc chỉ cần một câu thôi Nó thay đổi cuộc đời của chúng ta Nhưng mà ngay cái lúc đó đó Tự nhiên nó mất sống <laughs> Rồi tự nhiên cái micro của cái ông mà không nói Nó bị cái trục chặt cái gì đó Nó không nghe được cuối cùng chúng ta tiếp tục cũng không thay đổi gì cho nên chúng ta phải hiểu một điều đó là gì cho dù online quan trọng nhưng mà offline cũng rất là quan trọng tại sao tại nơi đây là nơi mà mình biết được tình cảm với nhau yêu thương với nhau có một cặp nam và nữ quen nhau trên mạng xã hội Tại dùng bây giờ mạng xã hội nhiều lắm có kết bạn bốn phương rồi nhóm rúp người nam rồi hội người già người thanh niên rồi người nữ ui người nam đủ hết trơn á rất là nhiều hội vô đó là quá chừng người luôn muốn kết bạn lúc nào cũng có hết trơn á đó là gì online mình đứng trên đó mình nói ah, hello rồi đưa hình lên nhìn rất là đẹp luôn <laughs> nhưng mà thực tế không đến thực tế thì làm sao biết người đó ra sao tại sao mà bây giờ nó có rất là nhiều app đúng không mà à? Rồi xin lỗi tôi không nói nhiều cái đụng chạm vậy quá <laughs> Nhưng mà khi nhìn thực tế nó không giống như những gì chúng ta thấy Và cần để mặt gặp mặt với nhau Thông công với nhau không thể nào nói em yêu lắm anh lắm anh yêu em lắm mà yêu trên 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 facebook hay trên zalo hay trên hình ảnh không mà không bao giờ gặp mặt được có đúng không ạ à? tại sao tại vì nơi đó là nơi mà mình chứng kiến tình cảm với nhau, yêu thương với nhau, con người với con người với nhau, hiểu được tính với nhau. Xin thưa quý vị ơi, người ta nhìn tôi trên mạng xã hội người ta thấy đẹp trai vậy đó, nhưng mà thật tế tôi nhìn tôi thấy cũng rất là bình thường. Anh đẹp không em? Ừ, ngoài đẹp hơn bạn. phải 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 nhìn thấy được tôi nói thật luôn đây là sự thật nha có nhiều người người ta thấy tôi trên đó đó xong rồi một ngày kia tự nhiên cứ bắt đầu cái một tình cờ tôi 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 đi ngoài đường họ thấy tôi ôi xong rồi cuối cùng họ nói, ủa sao tôi thấy ông, ông trên mạng cao lắm mà sao bây giờ ông ông nhìn ông có chút xíu vậy không thật quý vị tại sao à bây giờ họ dùng áp và kéo nó cao được hết trơn à da đờ cạ bán bóng hết trơn à nhưng mà muốn biết người đó như thế nào Phải sao? Phải gặp trực tiếp Quý vị ơi Một ai đó gọi điện thoại cho quý vị trên mạng xã hội Hoặc là gửi tin nhắn cho quý vị Gửi cho tôi 50 triệu, 10 triệu Tôi đang gặp khó khăn lắm Gia đình tôi gặp như này Gặp cái kia quý có gửi không? Gửi không? Không bao giờ gửi Phải xác minh Nghe người đó nói có đúng không? Bắt họ gọi điện thoại nghe Thậm chí cần mở điện thoại video call luôn Bây giờ bắt đầu giả luôn, giả video call luôn, giả luôn Phải làm gì, phải gặp mặt mới đưa tiền cho họ mới chính xác Thậm chí không tin á, không tin phải làm cái hợp đồng ký tên Xác nhận là họ mượn tiền mình luôn, có đúng không à Những cái gì bị nhìn nó không phải là màu hồng Những cái gì nhìn nó tưởng là màu hồng á Cuối cùng đứng sau nó không bao giờ là màu hồng Nhưng những gì mình nhìn nó Nó không phải là màu hồng Nhưng mà cuối cùng nó lại là màu hồng Amen Những gì mà Chúa ngài cho bà Mary thấy á, Nó dường như không bao giờ là màu hồng Nhưng mà bà biết rằng Sao cái điều đó là màu hồng Amen Tại vì Chúa cho thấy bà được vinh dự trở nên một người phước khi sanh đứng cứu thế sanh ra. Một người được chọn để làm sứ mạng đó, một người được chọn để làm những cái công việc vĩ đại đó khi bà vâng lời Chúa. Quý vị ơi ngày hôm nay mình làm cho Chúa Mình làm công việc Chúa Mình phục vụ tận hiến cho Chúa Có thể rất là nhiều khó khăn Tiền ở đâu mà làm Con bây giờ con nghỉ một ngày để con phục vụ Chúa Con mất rất là nhiều cái gọi là gọi là tài tránh khi con bỏ ngày đó Để con phục vụ Chúa Bây giờ con phải hy sinh ngày đó Nhưng mà vì ơi Phía sau đó là phước hạnh của Chúa Ngày ban cho chúng ta Amen Hỏi tiền đâu để trả Tôi xin thừa luôn Chúa trả Tôi đâu có trả hãy nhớ một điều là không ai trả lương cao bằng chúa của chúng ta amen không ạ à? không ai trả lương hậu hĩnh như chúa của chúng ta amen có hèn amen vậy là phải phục vụ chúa nhiều hơn nha amen hallelujah quý vị ơi khởi điểm của tôi bắt đầu tin chúa không có màu hồng Tôi nhớ lúc bây giờ là tôi bước biết Chúa vào năm 91 Tôi đi phụ hộ một ngày 4 ngàn rưỡi Nếu mà làm một tuần Chủ nhật Tức là làm đủ tuần á Thì mình được thưởng thêm cái ngày Chủ nhật là gấp đôi Dù 4 ngàn rưỡi là ngày Chủ nhật là được 9 ngàn và người ta nói tôi phải đi làm ngày chủ nhật để chi để có có giờ lắp bồ ngon hơn nhiều đó là tôi nói rõ về cuộc đời tôi Những ngày tháng tôi tin Chúa Nhưng mà nói Không gì cãi đi Con thờ vượng Chúa Bỏ luôn ngày Thánh Nhật con đi thờ vượng Chúa Mà tôi nhớ vui lắm Những cái ngày mà tôi tin Chúa đó là tôi không ra gì cả nhưng mà khôi tin Chúa bắt đầu tôi bắt đầu mua được cái cái áo gọi là cái áo sơ mi rồi có khi tay ngắn có khi tay dài xong mua được cái quần 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 tay bỏ vô quần mà mà vui lắm là có được chiếc xe đạp chạy đến hội thánh nhóm mà ở nguyên cái sớm cũ của tôi á nó có thằng này nó làm gì mà sao chủ nhật là lúc nào cũng nhìn rất đẹp trai luôn nó đi nó đi quét dâu á mà nó nó lại mặc đầu khi mà chủ nhật là rất là đẹp trai luôn mà ngày đó là hay ngày làm ra tiền nhiều mà nó nghĩ để nó nó phục vụ chúa luôn nó thờ vương chúa luôn tại sao vậy tại vì mình vâng lời chúa để mình được phước và hỏi ai cho tôi ngày đó chín ngàn? tôi mới muốn gửi. nếu gấp đôi ai cho tôi chín ngàn? chẳng ai cho nhưng mà tôi biết rằng ti to thò vẫn chúa thì được rồi ban phước cho mình đã men quý vị ơi hãy dành điều tốt nhất cho chúa của chúng ta thời gian chúng ta cực kỳ quan trọng hãy dùng cái sự quan trọng đó cho chúa của chúng ta Hãy nhớ trong đầu của mình một điều lần đó là Chúa Nhật Ngày đó hội thánh của Chúa nhóm lòng lúc 8 giờ rưỡi sáng 8 giờ con có mặt để thờ vương Chúa Amen Đừng bao giờ để tuần này mất Rồi tuần sau xuất hiện Tuần kế mất Rồi tuần nữa xuất hiện cuối cùng Mất tích luôn Quý vị ơi tại sao mà tôi muốn nói với vị điều này Tại tôi muốn quý vị được phước Sự vâng lời Cái thay đổi cuộc đời của chúng ta bữa nào mà tôi nói có một giáo sĩ nước ngoài mỹ cái đó giống như cái anh ở đây là là ban đầu lúc mới tới hội thánh chắc nhiều người sinh hoạt lắm ok lắm nhưng mà nói anh tại bữa nay có anh nhóm là chắc là nhiều người cũng không quan tâm tại nhóm quen rồi nó cũng mỹ đàng hoàng chứ đâu phải là gì việt nam đâu đúng không đẹp trai là hoàng tướng tá cao là hoàng chứ <laughs> Thank you <laughs> Khi mà thông báo có gì đặc biệt là người ta đến Quý vị ơi vẽ nói điều này Biết đâu Trong cái ngày Mà Chúa đem ai đến Thành lình với Hồ Thánh Chúa Một người đó Xin thưa luôn, có đôi khi người đó là quế nhân mà Chúa đem đến giúp cho chúng ta. Bây giờ tôi hỏi uh, xin lỗi chú xứ anh uh, ông xã của chị Hồng. Anh Tâm. Hồi đó giờ uh, trong cuộc đời anh 70 năm. Ta nói 60 năm, anh 70 năm là hơn 60 năm cuộc đời đó. 70 năm là có khi nào anh đã từng thấy tự nhiên có một ai đó đến cuộc đời anh giúp đỡ cuộc đời anh không có không suy nghĩ lên đi à. giúp đỡ cho mình giống như mình lan trong hoàn cảnh bế tắc tự nhiên chúa đem ai đó đến mà chưa làm cho hoàn cảnh đó gặp người đó, đó giúp cho anh không có không có rồi tinh thần Vậy hãy nhớ điều này nha Có rất là nhiều Với người ngoại tức là người chưa có chúa đó là những người này vô tình họ gặp một ai đó trong cuộc đời của họ và định mệnh đã giúp cho họ gặp cái người đó và người đó gặp cái người cần gặp đó và cuộc đời họ được thay đổi cái định mệnh của họ hiểu không rất đơn giản chị hồng gặp anh tâm là định mệnh rồi đó đúng không mà công gặp liễu có phải định mệnh thay đổi cuộc đời em không đúng không Yes đúng rồi còn nữa không dám nói nói nó mạnh rõ ràng hằng gặp gọc có phải định mệnh để thay đổi cuộc đời à? hằng không đúng không trả lời thành thành thật luôn đúng không đúng yes. cuộc đời em được thay đổi đi gặp một người thay đổi đôi lúc á cái ngày đó Chúa ta có một kế hoạch gì đó cho chính cuộc đời của chúng ta mà ngày hôm đó là ngày mà định mệnh chúng ta được thay đổi nhưng cuối cùng chúng ta không đến mất tiêu luôn cái, cái gọi là cái, cái định mệnh luôn có đôi lúc chúa chuẩn bị cho chúng ta một tương lai bình an và đầy hy vọng người ta nói câu đúng người đúng thời điểm đúng không nhiều khi chúa đem người đúng người nhưng mà cái thời điểm đó chúng ta không biết cuối cùng nó không đúng thời điểm hoặc là đúng thời điểm nhưng mà không đúng người nhưng mà nếu mà ai đi trong sự dẫn dắt của chúa vâng lời chúa đúng người đúng thời điểm sự vâng lời đã thay đổi cuộc đời của bà marie Trước đây không ai biết đến bà là ai Nhưng sau khi bà vâng lời Chúa Làm nguyện những gì Ngài phán dạy con Con làm theo Ngài Và con tin rằng những gì Chúa đã sắp đặt cho cuộc đời con Con làm theo Ngài Thì cuộc đời con được phước Và chúng ta biết Bà Mary là người được phước Vì rất là nhiều người trình nữ cho thế gian này Không ai được chọn để sinh đến cứu thế Chỉ có bà và một số tôn giáo người ta đã dùng cái hình ảnh của bà để tôn thờ bà Giống như chú Thanh biết đúng không? À, thờ tôn bà Marie Mà đối với chúng ta Bà Marie là một người rất được phước Vì được Chúa chọn để làm sứ mạng đó Ba điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay Đó là gì? Chúng ta được chọn vì chúng ta kết nối đúng người vì nhớ nha, chúng ta được chọn vì chúng ta kết nối đúng người Mà chúng ta kết nối sai người thì chúng ta không được chọn Chúng ta được phước khi chúng ta kết nối đúng người Và nếu chúng ta kết nối sai người Thì chúng ta không được phước Đó là ý thứ nhất Điều thứ hai đó là gì? Điều thứ hai là gì? Không Không gì? Không việc Lớn tiếng lên, lên Không việc chi mà Đức Chúa Trời không làm được Hãy suy nghĩ trong cái đầu mình nè, à. không có việc gì mà Chúa không làm được. Nợ con Chúa cũng lấy làm được, Chúa trả cho con bằng cách của Chúa. Gia đình con bệnh tật của con không việc chi Đức không làm được. Con bệnh tật Chúa cũng có thể chữa lành cho con khi con nhờ cái nơi Chúa. Điều cuối cùng đó là vâng lời. Nếu không vâng lời, không có chuyện gì xảy ra. Nếu không vâng lời sẽ không có bà Mary mà kinh thánh Chúa nhắc đến. Nếu không vâng lời Thì chắc chắn Chúa sẽ chọn người khác Để thay cho bà Mary nếu không vâng lời sẽ không có những gì mà chúng ta học trong buổi sáng hôm nay và nếu không vâng lời thì chúng ta cũng chẳng nhận được gì khi chúng ta không vâng lời Chúa. Amen. Bây giờ chúng ta đứng lên và chúng ta hướng lòng Chúa cầu nguyện trong giờ này. Cảm ơn Chúa vì sứ điệp buổi sáng hôm nay. Xin Chúa giúp đỡ chúng con. Chúa cho chúng con ở trong lời của Ngài. Bước đi trong lời của Chúa, tin cậy nơi Chúa để chúng con được phước. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.